Hello, xin chào mọi người, mình là Linh. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mọi người đọc tiêu đề thì cũng biết nội dung video hôm nay là gì rồi đúng không? Và tại sao mình lại làm video này? Thì như mọi người hỏi rất là nhiều là hàng ngày mình make up như nào? Mình có make up nhiều không? Thì thật sự mình không make up nhiều trên video đâu. Thứ nhất là mình khá là lười và mình cũng không thích lắm cái việc ngày nào cũng phải sử dụng make up full mặt rồi layout này nọ ấy. Nên là mình khi mà đi chơi với bạn bè hay gia đình thân thiết thì mình cũng chỉ như này thôi. Và như này là như thế nào thì chúng mình sẽ xem các bước ở phía sau nha. Let's go. Và đây sẽ là bộ dạng nguyên hình nguyên trạng của mình lúc mà ngủ dậy đây. Và nói qua tóc, mình cho mọi người biết thì tóc mình là chiếc tóc tơ yếu này, hơi xù và hơi xoăn, nên là tóc rất dễ bị nếp. Ngủ dậy mà không chỉnh trang lại thì mái nó sẽ tẽ như này, tóc sẽ xù như này. Thật ra lúc mình gội đầu xù hơn cơ, nhưng mà sau một đêm ngủ thì nó sẽ sạch bớt. Còn như này thì mọi người biết là lúc gội đầu xong nó xù đến mức nào rồi đấy. Và bây giờ mình sẽ xử lý cái bộ tóc này của mình. Đầu tiên mình sẽ làm ướt để lấy lại cái phần này để không bị tõe ra nước mãi, vuốt cho dính vào nhau. Sau khi sấy xong thì tóc mình đã đỡ được một xíu rồi. Và cái bước này rất là quan trọng đó chính là máy là. Đi đâu ở đâu thì mình cũng phải mang máy là hết, vì cái mặt mình chỉ có cái mái là cứu rỗi được thôi. Nên muốn cứu cái mặt thì phải cứu cái mái, mà cứu cái mái thì chỉ có cái này thôi. Tí nữa thì mình sẽ dùng cái kẹp này để giữ cái nếp chung, để cho nó không bị tách ra hai bên. Mọi người thấy nó đã đỡ bị tõe ra hai bên rồi đúng không? Thì lúc sấy tóc cũng phải giữ như này và rỗi rỗi nó xuống thì nó mới được như này, không nó sẽ vừa cong vừa xù lên. Mình sẽ chia tóc làm hai nửa. Mình sẽ nhìn sang camera bên này để chỉnh tóc. Và như này thì cái nếp tóc sẽ đúng cái nếp tóc mình muốn ấy. Nó sẽ đỡ bị tẽ hơn. Tẽ, tẽ hay tẽ vậy mọi người. Mọi người thấy mình có mái là trông giống người bình thường rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ là tổng thể lại một hai lượt nữa. Mình đã sống đồng hành cùng với máy là từ năm cấp 3 rồi. Khi chưa dùng kẹp thì nó sẽ để lại hơi hơi một chút cái nếp ở đây. Tại vì thật ra mình cái nếp này nó đã quá lâu rồi. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái kẹp này, kẹp giữa cái này, kẹp cho hai cái đường này nó dính vào với nhau. Trông hơi ngớ ngẩn, nhưng một lúc nữa thì nó sẽ đỡ bị tách ra. Và trong khi chờ đợi cái mái này nó hoàn thiện thì mình sẽ xử lý cái phần tóc xung quanh. Phần tóc xung quanh của mình thì cái lớp tỉa ở trên nó bị xù lên, ở phần dưới nó đỡ, nên mình sẽ chỉ là một lượt cái lớp ở ngoài thôi. Thứ nhất là cho nó đỡ xù, cái thứ hai là không là quá nhiều để cho nó đỡ bị bẹp tóc. Và là những cái sợi ở chân tóc này nữa. Đấy, mọi người thấy được hai bên không? Đã đỡ hơn rồi, đã đỡ xù hơn rồi. Đấy. Đấy, ok. Bây giờ mình sẽ quay lại với cái mái. Mình sẽ tháo cái kẹp này ra. Mọi người thấy đỡ bị nếp rồi đúng không? Mình thấy cái phần tóc tai rất là quan trọng ấy. Tóc mà ổn thì trông mặt nó mới ổn được. Và bây giờ mọi người có thể nhìn mình ở trước và bây giờ. Chỉ mới chỉnh trang tóc thôi đấy, chưa chỉnh gì quá nhiều đâu, mà nó khác như này rồi. Nên mình rất ghen tị với bạn nào có bộ tóc đẹp, tại vì chất tóc mình rất là xấu. Rồi, ok. Ok, xong tóc tai rồi thì bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần mặt. Như mọi người đọc tiêu đề rồi thì các bước chỉ là các bước đỡ xấu, chứ không hẳn là make up. Nên là việc đầu tiên thì mình sẽ sử dụng concealer của The Same màu 1.5. Lúc này mọi người chú ý là phải tìm được cái màu che khuyết điểm đúng với màu da của mình. Mình sẽ chỉ sử dụng cái này để che những cái vùng da không đều màu trên da mình thôi. Bước này sẽ phù hợp cho những bạn da không có quá nhiều khuyết điểm. Còn những bạn da nhiều khuyết điểm thì mình vẫn vote là dùng một lớp cushion thì sẽ đẹp hơn. Với mình thì mình chỉ che cùng thâm mắt này, những cái vết thâm mụn hay những cái vùng da còn đỏ như là khóe mũi thôi, thì mình sẽ dùng một ít thôi. Tại vì đây không phải là bước nền, tại vì khi da mình đều màu á thì trông da mình đã đẹp hơn rồi. Mình cần nhắc lại là phải tìm được cái che khuyết điểm thật sự giống với da của mình nhá, cùng màu,
thì nó mới không lộ được. Cái này thì chỉ che được những cái vùng da không đều màu, ví dụ như là những vết thâm mụn còn lại hay là vùng da bị đỏ thôi, không thể che được những cái vết thương lồi lõm, ví dụ như là vết thương hở, vết thương đang đóng vẩy, và những cái vết thương khá lớn thì sẽ không che được hết và nó sẽ hơi lộ. Mình sẽ che đúng cái đường cường thâm rõ nhất, mình sẽ tán ở đấy và lan ra ngoài một chút xíu. Cái này là mình đã tán rồi, cái này là mình chưa tán. Tán cái vùng mũi đỏ. Cái vùng này thì mọi người chú ý nhé, cũng giống như mình thôi. Cái vùng bên này rất dễ bị vẩy da chết, nên là mọi người tán cũng nhìn kỹ một chút. Sẽ không hết hoàn toàn và hoàn hảo như mình dùng foundation hay là cushion được. Mọi người khi tán trên khuyết điểm thì nhớ tán nó xung quanh một chút để tan cái đường biên ra. Với vùng mí mắt trên thì mình sẽ dùng một xíu xíu thôi. Tại vì cái vùng da mắt lúc nào cũng tối hơn với da xung quanh, nên mình sẽ dùng một xíu để nâng tông vùng da mắt lên một chút. Vì mình sẽ không dùng màu mắt nên là không cần dùng nhiều kem chống điểm để che mí mắt trên đâu. Mình chỉ dùng một ít thôi để cho đều màu thôi. Mọi người thấy trong mặt mình đã đỡ sầm xì rồi đúng không? Vì che được quầng thâm là rất quan trọng. Mình sẽ dùng thêm một xíu nữa thôi để che vào đây. Xíu 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 xíu. Che đúng cái đường mà quầng thâm rõ nhất. Với cách mình dùng này thì không thể bền hay giữ lâu trong một ngày được. Mình sẽ mang theo cái này để trong túi và lỡ có trôi ở phần nào mình sẽ dặm lại một chút thôi. Và phần tiếp theo là phần mắt, thì mọi người biết mắt quan trọng như nào rồi đấy. Nên là kể cả không make up quá nhiều thì mình cũng sẽ nhấn vào mắt một chút. Và không thể thiếu đấy chính là kẹp mi và mascara. Và hôm nào mình điệu hơn thì mình sẽ kẹp mắt một chút. Lần này thì mình lại thích kẹp mắt hàng ngày đi chơi cùng bạn bè. Ngày hôm nay mình sẽ kẹp mắt nha. Và cách kẹp mi chi tiết thì mình cũng đã có video rồi. Tại sao mình luôn luôn nhắc mọi người kẹp mi và còn kẹp đúng cách nữa? Tại vì khi mà kẹp mi thì lông mi sẽ cong lên, mắt sẽ tròn và trông sáng hơn. Đặc biệt là bạn nào mi dày thì kẹp lên siêu đẹp luôn ý. Nên là không phải tự nhiên mọi người luôn đi nối mi, luôn đi uốn mi. Tại vì chỉ cần lông mi đẹp thôi thì mặt trông đã xinh xắn hơn nhiều rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chuốt mascara luôn, phòng trừ trường hợp là mình đang kẹp bên này nó rỗi ra một ít nên mình sẽ chuốt luôn. Với hàng ngày thì mình sẽ không make up quá nhiều nên mình cũng sẽ chỉ chuốt mascara vừa phải thôi. Không dày quá, chỉ mình thích nó dài thì khi nhìn thẳng thì vẫn thấy lông mi của mình ở trên mí mắt ấy. Mình sẽ tập trung kéo ở phần đuôi, phần gì nhỉ? Mình sẽ tập trung phần kéo dài thôi, sẽ không chuốt dày quá. Mi của mình thì là dày vừa chứ không kiểu bị dày quá như mọi người hay khen mình đâu. Và mình cũng không dưỡng mi gì cả, cũng làm như mọi người trên mạng là dưỡng mi bằng dầu dừa. Thì sau vài ngày mình dùng mình thấy nó hơi nhặm nhặm mắt, thế là mình không dùng nữa luôn. Và bây giờ sẽ đến kẻ mắt. Mình cũng sẽ chỉ kẻ đuôi như cách make up lúc thôi, nhưng mình sẽ kẻ mỏng và ngắn hơn một chút xíu để cho phù hợp với cái mặt không make up quá nhiều như này. Cái kẻ đuôi mắt này là mình nghĩ hầu như mắt dáng nào cũng hợp, chỉ là những bạn mắt xa nhau thì không nên kẻ phần đuôi quá nhiều thôi. Còn mắt nào thì chỉ cần kẻ đuôi thôi trông cũng đã xinh hơn rồi. Mắt đã khác rồi đúng không mọi người? Chỉ kẻ một đường lay mỏng và chút mascara vào thôi trông đã khác lắm rồi. Và tiếp theo, có thể hoặc không, đấy chính là mình sẽ sử dụng má. Một thời gian mình cũng như này không đánh nền và sử dụng má, thì sau một thời gian mình bị mụn ẩn rất nhiều. Thì mình nghĩ là do mình sử dụng má mà không dùng nền thì nó ảnh hưởng đến da. Nhưng sau một thời gian mình không dùng thì má mình vẫn có mụn ẩn. Mình nghĩ là không phải do mình dùng má không dùng nền đâu. Nên là bây giờ thỉnh thoảng mình lại quay lại sử dụng má không dùng nền. Thì mình thấy khi thêm má vào ấy thì mặt mình trông sẽ tươi sáng này, trông cute hơn nữa, trông xinh xắn đáng yêu hơn. Khá thích dùng má.
màu má này rất dễ dùng ấy, nên là mình nghĩ rất hợp với make up hàng ngày. Nó còn là má kem, rất tiện cho việc khi mình mang ra ngoài. Ok, đã xong má rồi. Và quan trọng nhất để cứu rỗi gương mặt chúng mình thì chính là son, mọi người biết mà. Kể cả make up như nào thì không đánh son thì vẫn là chết trôi. Những cái lúc mình để mặt mộc mà đánh son thì mình sẽ sử dụng những cái màu son có một chút đỏ. Tại vì có màu đỏ vào thì mặt mình sẽ trông tươi tắn hồng hào hơn. Hôm nay thì mình có má này, có kẻ mắt thì mình sẽ sử dụng cái màu này đi. Màu này là màu Terracotta của Sunny's Face mà mình có review ở video lần trước rồi. Mình có má, có mắt mà nó vẫn hơi vàng so với da của mình. Nhưng đường ngoài thì sẽ kiểu cầm lè, mà sẽ hơi bị vàng một chút. Bây giờ mình sẽ thêm màu Rosette vào lòng môi. Mọi người ơi, có một điều mà mình quên không nói, đấy chính là bước đầu tiên và bước rất nên có, đấy chính là lông mày. Vì lông mày là một bước định hình gương mặt của chúng mình, mà mọi người cũng biết tầm quan trọng của lông mày như nào đấy. Và tại sao mình lại quên thì mình đã làm lông mày rồi, nên sorry mọi người là mình quên nói bước đấy. Và mọi người đừng quên như mình nha, nhớ kẻ lông mày nha. Ok, mình đã xong rồi đây. Mọi người có thể thấy chỉ có những cái bước rất đơn giản thôi mà trông mình đã khác lắm rồi. Nhưng tại sao hàng ngày mình chỉ cần như này thôi là có thể đi chơi với bạn bè rồi. Hôm nào điệu hơn mình sẽ uốn một chút tóc xoăn hay là make tử tế một chút. Còn bình thường thì mình khá là lười nên mình cũng chỉ như này thôi. Mọi người thấy cũng đã ok lắm rồi đúng không? Và mình đã hoàn thành xong video này rồi, mong mọi người sẽ thích. Đừng quên nhấn like và subscribe và nhấn đăng ký chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình ra video mới. Và follow mình trên Insta Tinh Make Up để chúng mình được gặp gỡ nhiều hơn. Và tạm biệt mọi người, hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye, hắn nhau.